Hôm nay tôi hướng dẫn sử dụng phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm chấm phần mềm này hỗ trợ cho học viên uh, ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức uh, học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm và thi thử trên phần mềm uh, các môn kiến thức chung môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm học viên có nhu cầu uh, kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình. 0912 59 54 hoặc 094 30 123 để được hướng dẫn đăng nhập phần mềm. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trách nghiệm.vn thông qua học câu hỏi trắc nghiệm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và sửa đổi 2020. Đặc biệt đối với nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, rồi từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp thì phải học cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và sửa đổi 2020 trên phần mềm như thế nào. Thì sau đây tôi sẽ minh họa luôn. Chúng ta khởi động trình duyệt Cốc Cốc hoặc Google Chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại. Chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm vn chú ý là đuôi vn, đuôi com sang phần mềm khác của thầy nhá. à.vn. À, gõ vào cái thanh địa chỉ này. để à, đối với môn kiến thức, thức chung công chức ở phía trên, à phiên chức ở phía dưới. à chúng ta kéo con trỏ lên chúng ta cần mục nào chúng ta để con trỏ mục đó à, trên điện thoại chúng ta chạm tay vào mục số 2 là ôn ôn tập à, thi nâng ngạch công chức môn kiến thức chung à, chúng ta kích chuột vào nốt trái chuột vào mục số hai à, sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu à, chú ý là trong phòng thi gọi là số báo danh à, đăng ký từ xa thì gọi là ký danh và à, chú ý là không dùng chung được À, nếu mà dùng chung thì phần mềm nó phát hiện ra Nó sẽ tự khóa à, mật khẩu lại Các em chú ý điều đấy Sau chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, Vào phần mềm thì chúng ta à, Đối với nâng ngạch Thì có cái đề cương ôn tập được công khai minh bạch Về danh mục à, Đối với nâng ngạch Từ à, cán sự lên chuyên viên Từ chuyên viên lên chuyên viên chính Thì chúng ta kích chuột vào mục một, một lớn này để chúng ta xem cái quyết định về danh mục 42 tài liệu về nâng ngạch chúng ta tải về máy tính để chúng ta đánh dấu những cái mục ta học rồi à, hoặc chúng ta in ra giấy đấy đây là danh mục à, đây là môn kiến thức chung à, đối với công chức hành chính mục số 1 là hiến pháp nước cộng hòa ra chủ nghĩa việt nam mục số 2 luật cán bộ công chức vân vân thì đây là một danh mục 42 tài liệu rất nhiều nếu như chúng ta phải in tất cả các tài liệu ra chiếm khoảng 1.600 trang giấy in A4 à, Như vậy làm thế nào để có thể học tốt được thì đối với môn tin học thì thực hiện theo thông tư 03 kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với môn ngoại ngữ thực hiện theo thông tư 01 đây 42 tài liệu này à, chúng ta tải cái cái file này về để chúng ta học à, công khai minh bạch cạnh tranh nhau một kiến thức rất rất là lành mạnh chúng ta phải nỗ lực cố gắng thôi thì trên à, trên cơ sở mà tài liệu nhiều như vậy thì học như thế nào à, lại tốt được mà tiết kiệm một thời gian thì chắc là tôi sẽ trình bày thì trước mắt là chúng ta có một cái tài liệu và 42 danh mục à, chúng ta kích chuột vào nó quay lui à, nó mũi tên này này đối với thi lên chuyên viên chính thì có 30 tài liệu tại mục số 3 lớn này chúng ta kích chuột mục số 3 lớn đối với tài liệu ôn tập từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp thì được ban hành theo công văn số 1348 của Bộ Nội vụ là môn kiến thức chung thì chia làm 3 nhóm kiến thức thì nhóm thứ nhất là tài liệu tham khảo về hệ thống chính trị tổ chức bộ máy của Đảng nhà nước và tổ chức chính trị thì nhóm này có 17 tài liệu Đó, có 17 tài liệu à, tài liệu số 17 là nghị định 158 ngày 22 tháng 11 2020 của chính phủ quy định về thành lập tổ chức giải thể à, tổ chức hành chính tại mục 2 là tài liệu về à, quản lý hành chính nhà nước thì sẽ có 7 tài liệu à, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật này luật phòng chống tham nhũng này nghị quyết 76 vân vân và mục số à, 7 là nghị quyết 01 ngày 10 tháng 1 năm, năm 2022 của chính phủ về đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước đó là 7 tài liệu trong mục 2 mục 3 gồm 6 tài liệu là tài liệu uh, về công chức công vụ chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngành trường thi thì như vậy chúng ta thấy có 6 tổng số là 30 uh, 30 tài liệu đối với ngành uh, thi từ chuyên viên chính đến chuyên viên cao cấp uh, chúng ta sẽ tải cái file này và học từng mục một thí dụ như mục số 1 chúng ta học hiến pháp học xong mục hiến pháp đến mục đến học đến mục văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ ba rồi đến mục hội nghị ban chấp hành trung ương khó 12 hội nghị trung ương lần thứ tư khó 12 cứ học từng mục ở trên phần mềm học hết 30 tài liệu đối với ngành chuyên viên chính thi lên chuyên viên cao cấp sau đó chúng ta tiến hành thi thử trên phần mềm để phần mềm nó sẽ tổ hợp mỗi một mục nó lấy ra một vài câu để chúng ta tết thử xem coi mình học ở mức độ nào nếu năm tốt rồi thì chúng ta yên tâm nếu chưa tốt chúng ta phải quay lui lên mục nào mình năm chưa tốt thì chúng ta lại à, ôn lại Đấy, phương pháp là như vậy thế như vậy trên đối với ngạch nâng ngạch có hai cái danh mục tài liệu rất nhiều kiến thức chúng ta phải nỗ lực cố gắng phải tranh thủ học đó thế trên phần mềm nó nhiều như vậy 30 tài liệu đối với ngành chuyên viên chính thi lên chuyên viên cao cấp thì in ra giấy cũng phải tầm 1.000 trang giấy A4 thế cho nên học thế nào để tốt thì để sau đây tôi sẽ trình bày cái phương pháp à, học tốt nhất là vừa học câu hỏi trắc nghiệm là tình huống đặt ra để chúng ta giải quyết câu hỏi đó thì căn cứ vào điều mấy của mấy của luật thông tư nghị định căn cứ vào tài liệu thì sau đó chúng ta có cơ sở rồi thì kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì đáng làm được có phương pháp làm bài hiểu nội dung và có có ở đấy thì chúng ta tiết kiệm được khoảng 50 phần trăm thời gian đọc đấy Thế còn nếu chỉ đọc lý thuyết không thôi thì nó trôi tuột thì không nhớ được cái gì cả vì vậy thông qua câu hỏi trắc nghiệm để học lý thuyết thì đó là kinh nghiệm dạy đại học mà thầy giáo đưa ra cái phương pháp là thông qua câu hỏi trắc nghiệm tình huống đặt ra giải quyết cái tình huống đấy bằng cách nào là căn cứ vào đâu đó thì để chúng ta giải quyết ví dụ sau đây minh họa À, cho cái phương pháp tôi vừa trình bày ở trên Thì à, đầu tiên là chúng ta à, tìm đến một cái file à, Về luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Chúng ta để ý chúng ta tìm phía dưới này này File lý thuyết nghị định thông tư Đây luật là mục số 7 này Đây số 5 à, Ngọc vuông đây chính là danh mục số 5 Đối với à, danh mục tài liệu à, chuyên viên lên chuyên viên chính Đây chúng ta kích chuột vào mục số 7 này thì vào đây chúng ta tải xuống này, ấn à, vào nút tải xuống, à, chúng ta lưu vào máy. À, nếu chúng ta có máy in thì chúng ta tích vào máy in, Còn nếu không có máy in chúng ta tải về máy. thì sau chúng ta gửi à, cái file qua email, nhờ nhờ cửa hàng in ấn in hộ ta hoặc đến cơ quan để in. đó, đây là luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. chúng ta tải xong, chúng ta kéo về mũi tên. như vậy cái bước này tải file có thể tải trên Google hoặc là tải trên phần mềm thì có hai có hai cách để chúng ta dùng cách nào cũng được tất nhiên là tiện nhất là là chúng ta tải trên phần mềm à, của thầy thì mình đã có sẵn rồi mà trên Google thì phải tìm rồi là phải tìm cái file rồi chúng ta phải tải cũng được sau khi tải xong bước này chỉ thực hiện lần đầu thôi à, chúng ta có rồi mỗi lần học chúng ta mở cái file này lên à, chúng ta mở cái file lên ví dụ như là điều 168 trăm sáu đây ký à, chuột vào dấu trừ này nút trái chuột này thì nó thu nhỏ này à, kích chuột vào à, biểu tượng nó lại bật lên đối với Windows thì nút thu nhỏ nó nằm bên tay phải đối với máy tính hệ điều hành MacBook thì nó nằm bên tay trái Để Các em chú ý à, đây cửa sổ Windows đó, chúng ta kéo kéo cửa sổ mở cái file này chỉ vào dấu trừ như vậy bước đầu chỉ thực hiện lần đầu đấy à, bước 1 chỉ thực hiện lần đầu sau đó là kéo con trỏ lên phía trên chúng ta tìm câu hỏi trách nhiệm cho luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đây chúng ta tìm thấy ví dụ đây câu hỏi trách nhiệm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật kích chuột vào bước 2 bắt đầu chúng ta sẽ kéo xuống thực hiện đề thi start bắt đầu bước này có thể thực hiện nhiều lần cùng một mục có thể học nhiều lần chúng ta kéo xuống thì ban đầu đang học thì chúng ta chưa cần phải làm bài trong quá trình thi thử thì chúng ta có thể chọn phương án a b c G, d phương án nào đúng hơn cả thì chúng ta chọn chọn rồi có thể thay đổi được Hết thời gian làm bài thì không làm được, còn thời gian làm bài chúng ta vẫn thay đổi uh, phương án để chọn được. Và chú ý uh, là uh, khi chúng ta chắc chắn rồi, đó thì chúng ta sẽ chọn đấy. Thế còn lại tránh cái trường hợp với là dao động mà chọn đi chọn lại mà có khi là đang đúng lại chọn thành sai trong quá trình thi thi chính thức ấy. Thì uh, muốn nộp bài sớm hoặc là kết thúc uh, sớm trong quá trình thi thì chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình à, finish sau kéo con trỏ xuống phía dưới à, tìm đến cái thực đơn nộp bài nộp bài và kết thúc để chúng ta xem phần mềm nó hướng dẫn à, cho chúng ta cái phương pháp làm thì quá trình thi thử nếu như chúng ta chọn có tích à, đúng ở đây thì, là phương án đúng mà màu xanh là đúng màu đỏ là sai vì sao đúng thì căn cứ điều 157 phải đáp án đúng trên nền vàng đó là quá trình thi thử bây giờ đang học thì chúng ta có thể là À, thông qua học lần đầu. Thí dụ như chúng ta muốn về cái câu nào đó thì chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới thì nó lâu thì có thể tích ở bên ở bên góc à, tay tay trái đây có ô vuông đây về câu 16 chẳng hạn. Thì tình huống đặt ra là à, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sửa đổi 2020. Đây là cái giả thiết này. Việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của cơ quan nào? Thí dụ như văn bản quy phạm pháp luật Luật cán bộ công chức 2008 Và sửa đổi 2019 chẳng hạn Thì sẽ đưa ra một cái văn bản hợp nhất Giữa cái văn bản 2008 Và cái văn bản sửa đổi 2019 Được một cái văn bản Người ta gọi là văn bản hợp nhất Thì cái văn bản hợp nhất thì Văn bản hợp Việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của cơ quan nào? À, đây là một tình huống đặt ra. Phương án A là Quốc hội, phương án B chính phủ, phương án C Ủy ban thường vụ Quốc hội, phương án D Ủy ban thường vụ Quốc hội là Quốc hội. Như vậy ở đây phương án D có hai giá trị. Thì à, chúng ta để ý là à, học lần đầu tiên à, phần mềm nó chỉ ra cho ta là căn cứ điều 168 và đáp án đúng ở đây là Ủy ban thường vụ Quốc hội. Như vậy, cái việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. À, thì đây là một cái giá trị mà chúng ta cũng phải cần ghi nhớ. Thì vì sao? À, căn cứ điều 168, à, chúng ta kích chuột vào file, chúng ta tìm đến điều 168, thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc lý thuyết hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Thì khoản 1, văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, được hợp nhất với văn bản quy quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung nhằm góp phần đảm bảo tính hệ thống pháp luật đơn giản rõ ràng dễ sử dụng nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Đấy chúng ta để ý như thế nào là văn bản hợp nhất. À, Khoản 2 hợp nhất việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của ủy ban thường vụ quốc hội. À, thì như vậy chúng ta để ý là cái việc thực hiện văn bản hợp nhất này văn bản hợp nhất quy phạm pháp luật phải được thực hiện theo quy định của ủy ban thường vụ quốc hội thế thì là phương án à, không phải của quốc hội không phải của chính phủ thế thì loại trừ thì phương án là ủy ban thường vụ quốc hội đã em chú ý đây là loại câu hỏi định lượng là cũng phải ghi nhớ à, có, 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 cũng có thể là chúng ta để ý là là quốc hội ra luật thế còn các văn bản hợp nhất này thì có thể là dưới dưới quốc hội À, thì chúng ta để ý là, là Ủy ban thường vụ Quốc hội thì chúng ta học lần đầu học lần thứ hai mà gặp câu hỏi này chúng ta cũng dễ à, tìm ra được phương án à, đó là Ủy ban thường vụ Quốc hội Thế của chính phủ thì không phải rồi đúng không? Đấy thì cái luật trước là đây Ủy ban thường vụ Quốc hội giải câu này tuy tuy là có vẻ khó đấy nhưng mà chúng ta tinh ý tinh ý một chút thôi là không thể của Quốc hội được. Đấy thì chỉ còn là Ủy ban thường vụ Quốc hội Đấy, khi kỳ thi chính thức diễn ra ra câu này thì chúng ta có thể là à, tinh ý là chúng ta nhận diện ra được luôn đấy, học lần đầu thì phải có cơ sở điều 168 nhưng lần hai là chúng ta tinh ý chúng ta phát hiện là việc hợp nhất này là chỉ có thực hiện của phương pháp suy luận thôi là của, của ủy ban thường vụ quốc hội đấy à, cung cấp thêm thông tin để chúng ta suy luận à, câu 17 là theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cơ quan nhà nước sắp xếp các quy phạm các quy phạm pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực, trừ văn bản nào để xây dựng bộ pháp pháp điển à chú ý đây là pháp điển nhá điển là cái từ điển đấy, pháp pháp điển à, thì cơ quan nhà nước sắp xếp các quy phạm pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực để xây dựng một cái bộ uh, pháp pháp điển thì trừ cái nào ra à trừ văn bản nào thì cái thứ nhất phương án A trừ luật cán bộ công chức trừ phương án B trừ hiến pháp phương án C trừ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật phương án D trừ luật quốc phòng thì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này là căn cứ điều 169 đó là hiến pháp như vậy trừ hiến pháp ra thì các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thì để xây dựng được cái bộ pháp điển à, trừ hiến pháp để chúng ta kích chuột vào file chúng ta phải tìm đến à, điều 169 là pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Thì khoản 1, à, cơ quan nhà nước sắp xếp các quy phạm pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật quan hiệu lực trừ hiến pháp đó, để xây dựng pháp điển. Như vậy tất cả à, đều có thể sắp xếp để xây dựng pháp bộ pháp pháp điển trừ mỗi hiến pháp Làm là một cái hiến pháp cao nhất. Đó, là, để chúng ta để ý là trừ hiến pháp. Đó. Thì như vậy là uh, câu này chúng ta cũng uh, học lần đầu học lần thứ hai thì chúng ta có thể uh, tinh ý là đoán ra được ngay hiến pháp và đạo, đạo luật uh, cao nhất mà. À, câu 18 thì thầy không đọc cái uh, theo luật văn văn bản quy phạm pháp luật 2015 2020 nữa việc uh, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của cơ quan nào A à, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, C B Chính phủ, C Nhà nước, D là Quốc hội thì chúng ta để ý là tinh ý mà phát thì không thể Quốc hội được, nó không thể Nhà nước, không thể Chính phủ để suy ra phương án còn lại chính là Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng ta dùng phương pháp loại trừ thì cái, đó là cái cái tư duy suy luận à, căn cứ điều 169 thì chúng ta kích chuột vào file, chúng ta tìm đến điều 169 khoản 2 việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của ủy ban thường vụ quốc hội đó, chúng ta chú ý là ủy ban thường vụ quốc hội đấy là học lần đầu học lần hai chúng ta dùng phương pháp suy luận những người tinh ý là có thể suy ra phương pháp loại trừ à, cái này không phải là của quốc hội cũng không phải nhà nước không phải chính phủ thì suy ra là của ủy ban thường vụ quốc hội đó là phương pháp loại trừ chúng ta vẫn tìm ra được đó, chúng ta để ý thế Thế thì cái tổng ra sót, này là câu 19 này một nhóm câu là, là cơ quan phải theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội à, Cơ quan nào quyết định tổng ra sót hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Các cơ quan nhà nước quyết định ra sót theo chuyên đề lĩnh vực, địa bàn, căn cứ và yêu cầu của quản lý nhà nước Thì cơ quan nào thì có quyết định tổng ra sót Thì phương án A Quốc hội, phương án B nhà nước phương án C của ủy ban thường vụ quốc hội phương án D chính phủ thì cũng dùng phương pháp loại trừ thì có thể chúng ta loại trừ ra thì đoán được ngay đó là ủy ban thường vụ quốc hội thì không thể là của quốc hội mà không phải là của chính phủ cũng không phải của nhà nước thì suy ra phương án còn lại ủy ban thường vụ quốc hội nhưng học lần đầu căn cứ vào đâu để khẳng định nó là ủy ban thường vụ quốc hội phải căn cứ vào điều 170 chúng ta lại kích chuột vào file chúng ta tìm đến điều 170 là giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đó. Thì chúng ta để ý tài khoản 3 Ủy ban thường vụ có gọi quyết định tổng giả soát. À, chú ý là chữ tổng nhé, tổng giả soát văn bản quy phạm pháp luật. Rồi à, đến ý tiếp theo là các cơ quan nhà nước quyết định giả soát chuyên đề, à, lĩnh vực, địa bàn, căn cứ theo yêu cầu à, quản lý nhà nước. Đó. Thì ở đây gọi là quyết định giả soát, ở đây là tổng giả soát. để chúng ta để ý cái cái, cái từ ngữ như vậy thì à, căn cứ điều 170 đấy phương pháp học là như vậy căn cứ tình huống đặt ra vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết là như vậy đó à, chúng ta để ý thế thế bây giờ chúng ta sang một loạt các câu khác để cho các em vào phần mềm để học thôi à, rất là nhiều hiểu được nội dung có phương pháp suy luận là chúng ta làm được đó rất nhiều dạng câu thì nó giới thiệu một số dạng thí à, dụ như là à, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sửa đối 2020 ai có thẩm quyền đình chỉ thi hành nghị quyết trái pháp luật của hội đồng nhân dân cấp huyện và đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ? Đấy thì chúng ta để ý là ai có cái thẩm quyền này đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của hội đồng nhân dân cấp huyện và đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ? Phương án A là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phương án B chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh cấp huyện phương án C chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh chủ tịch ủy ban nhân chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh là phương án C có hai giá trị à, phương án B cũng có hai giá trị tức là chủ tịch hội đồng nhân cấp tỉnh hoặc là chủ tịch uh, hội đồng nhân cấp huyện thì phương án A chủ tịch hội đồng cấp tỉnh thì có một giá trị thôi phương án D chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh có một giá trị thì như vậy à, phương án À, có nhiều giá trị thì có ít nhất Một giá trị sai thì nó là phương án sai à, Thế thì ở đây đáp án đúng Ở đây là chủ tịch ủy ban dân cấp tỉnh Căn cứ điều 167 à, Chúng ta kích chuột vào file Để chúng ta tìm đến điều 167 Đó Thì chúng ta để ý chúng ta tìm Thấy điều uh, 177 Thì chủ tịch ủy ban nhân dân Khoảng 2 này Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp trách pháp luật của hội đồng nhân dân cấp huyện và đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ. À, thì như vậy căn cứ khoản 2 điều 167 thì à, chúng ta phải chọn phương án chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thế thì à, chúng ta để ý là chọn chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh à, là đáp án đúng, à, căn cứ điều 167 à, phương án B chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì giá trị này đúng nhưng giá trị ở à, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sai thì có một giá trị sai cho nên bị loại trừ phương án c chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một giá trị đúng chủ tịch vì hội đồng nhân dân cấp tỉnh là giá trị sai cho nên phương án c cũng có một giá trị sai bị loại trừ có hai giá trị mà có một giá trị sai mà. phương án d chủ tịch hội đồng cấp tỉnh thì giá trị này sai cho nên vì sao sai vì b c thì có mỗi một phương án b có hai giá trị nhưng có một giá trị sai phương án c cũng có hai giá trị nhưng có một giá trị sai bị loại trừ còn phương án D có một giá trị sai thì đương nhiên là loại trừ rồi căn cứ một điều 167 thì đó là chủ tịch ủy ban dân cấp tỉnh khoản 2 điều 167 đấy cái phương pháp học như vậy đây là một tình huống đặt ra thì giải quyết tình huống này phải căn cứ vào đâu căn cứ điều 167 như vậy người có quyền đình chỉ thi hành nghị quyết trái pháp luật của hội đồng nhân dân cấp huyện và đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ thì đó là thẩm quyền thuộc vào Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đấy, Luật viết rất rõ ràng Chứ không phải là à, thuộc vào Chủ tịch của Hội đồng nhân dân à, cấp tỉnh Đấy, Chúng ta để ý thẩm quyền của ai người làm văn bản à, Luật để rất rõ ràng rồi Câu 30 Ai có thẩm quyền đình chỉ Việc thi hành nghị quyết trái pháp luật Của Hội đồng nhân dân cấp xã Và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện bãi bỏ Nếu chúng ta hoặc Hoặc, hoặc uh, học tốt câu trên rồi, câu này chúng ta có thể à, tự suy ra được. Thì tương tự như vậy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, phương án A có hai giá trị. Phương án B, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phương án C, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, giá trị thứ hai là chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện. Phương án D, chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đáp văn đúng ở đây là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ điều 167 thì câu này hoàn toàn tương tự như câu trên vì nó suy từ cấp tỉnh xuống cấp huyện. Đó rồi đối với cấp xã thì chúng ta để ý là à, tương tự như câu 29 thầy không giải thích nữa căn cứ điều 167 thì chúng ta mở cái điều 167 lên thì chúng ta thấy là tại khoản 2 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của hội đồng nhân dân cấp xã và đề nghị hội đồng nhân dân cấp huyện bãi bỏ thì nó đều nằm trong khoản 2 điều 167 để căn cứ vào, vào đó để chúng ta giải câu này người có thẩm quyền ở câu này à, chính là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện đó. À, câu à, tiếp theo là theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sửa đổi 2020 ai có thẩm quyền à, đình chỉ việc thi hành bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái à, trái pháp luật của ủy ban nhân dân cấp dưới À, tức là người nào có 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 thẩm quyền này tức là chúng ta đọc kỹ đầu bài ai có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành bài búa một phần hoặc toàn bộ uh, văn bản quy phạm mà pháp luật mà văn bản này trái pháp luật uh, của ủy ban nhân dân cấp dưới thì phương án A là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp thí dụ như là chủ tịch ủy ban nhân dân uh, trực tiếp với cấp trên của cấp xã là là huyện đúng không à, À, cấp trên trực tiếp của huyện là tỉnh, chúng ta cứ nghĩ như thế là chúng ta suy chúng ta làm được. À, giá trị thứ hai là chủ tịch ở hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp như vậy phương án a có hai giá trị. À, nếu có một giá trị sai thì nó là phương án sai. À, phương án b chủ tịch hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp để có một giá trị thôi. phương án c chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp một giá trị. phương án d chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp và giám đốc sở tư pháp là nó cũng hai giá trị thì đáp án đúng ở đây là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp căn cứ điều 167 đó chúng ta kích chuột lên thì chúng ta thấy là chủ tịch khoản 3 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp đình chỉ việc thi hành bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của ủy ban nhân dân cấp dưới thì như vậy chúng ta thấy rằng là, là tại khoản 2 thì căn căn cứ vào khoản 2 thì chúng ta cũng suy ra được phương án này tức là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp. Đó, thì chúng ta học một biết 10 phương pháp suy luận. thì phương án A có hai giá trị có một giá trị sai thì bị loại trừ. phương án B là có một giá trị là sai. tức là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp là sai. phương án A chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp thì đúng nhưng mà giá trị thứ hai là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp là sai. cho nên phương án có hai giá trị có một giá trị sai bị loại trừ. À, phương án có nhiều giá trị thì có ít nhất một giá trị sai thì gọi là phương án sai à, phương án đúng là tất cả các giá trị trong một phương án đều đúng thì mới gọi là phương án đúng à, phương án d à, sai là vì nó cũng có một giá trị sai đó là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp thì đúng giám đốc sở tư pháp là sai thế còn chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp là phương án c thì đúng này phương án b chủ tịch hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp thì là phương án sai đó. đúng sai là như vậy đúng là nó đúng như trong luật sai là vì nó sai với luật và nó không có trong luật. À, em chú ý. À, sang câu tiếp theo là căn cứ à, luật, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sửa đổi 2020, khẳng định nào sau đây là đúng? À, tức là à, khẳng định nào sau đây là đúng? À, tương đương với cái việc là chọn phương án nào sau đây là phương án đúng đấy. Tức là phương án đúng là phương án có nội dung đúng như trong luật thì như vậy là ở đây có bốn phương án a b c d đều có cái nội dung thì phương án nào là có nội dung đúng thì đứa là người ta, người ta gọi là khẳng định đứa là phương án đúng phương án nào có nội dung sai thì nó là phương án sai như vậy ở đây là sẽ có một phương án đúng trong tình huống câu này vì không có phương án là tất cả các phương án mà cho nên tìm ra được một phương án đúng đánh và phát ra ngay cách thứ hai ta tìm ra ba phương án sai thì suy ra phương án còn lại là phương án đúng thì nó khó hơn thì ở đây là khẳng định nào sau đây là đúng chúng ta phải tìm đến một phương án nào đó đúng đánh và phát ăn ngay thì căn cứ điều 167 thì cái phương pháp suy luận là tìm ra một phương án đúng ngay thì nó nhanh hơn là tìm ra ba phương án sai rồi loại trừ đi thì còn lại là phương án đúng thế thì chúng ta để ý là căn cứ điều 167 trăm thì khi phát hiện một phương án a này khi phát hiện một văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành à, cái cái chữ do mình ban hành là quan trọng lắm à, trái luật thì hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân có trách nhiệm ra quyết định tạm đình chỉ thi hành văn bản à, phương án b thì ở đây cái cái giá trị cũng như vậy nhưng mà trách nhiệm báo cáo cấp trên phương án c tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản phương án d à, là À, có trách nhiệm ra quyết định thi hành văn bản thì căn cứ điều 167 chúng ta kích chuột lên, kích chuột file chúng ta tìm đến điều 167. Thì à, chúng ta để ý là tại khoản 1 à, khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành à, trái pháp luật thì hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có trách nhiệm tự mình bãi bỏ một phần hoặc à, toàn bộ văn bản. À, có chú ý là có trách nhiệm tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản. Đấy khi mà phát hiện tự mình làm ra thì tự mình bãi bỏ. À, mà thấy sai thì tự mình bãi bỏ một phần. Đấy, luật nó cho phép như vậy. Do mình làm ra mà sau này mình tự kiểm tra hoặc cấp trên kiểm tra trái pháp luật thì mình có thể có quyền tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản. Đấy, thế là giờ do mình do mình làm ra tự mình bãi bỏ. Thế thì như vậy. Eh, căn cứ vào cái câu đó để chúng ta dễ nhớ eh, do mình mà, mà luật nó cho phép thì tôi làm ra nhưng mà eh, sau này phát hiện ra nó trái với pháp luật thì eh, tự mình bái bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản Đấy, cái nhớ cái điều đó nó dễ nó dễ nhớ lắm thế thì căn cứ vào đó để chúng ta thấy rằng phương án a là phương án sai tức là khi phát hiện văn bản quy phạm pháp, pháp luật do mình À, ban hành trái luật thì hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân có trách nhiệm ra quyết định tạm đình chỉ và thi hành bán bản thì nó trái nó không phải là tự mình bãi à, tự mình bãi bỏ thì nó có nhiều cách và đây là gắn cứng luôn là chỉ có một cách là quyết định tạm đình chỉ thi hành đó thì như vậy là nó không đúng nó không đúng như câu chữ trong luật à, tự mình bãi bỏ một phần thì nó có nhiều cách tự mình mà. À, nhưng mà đây là gắn cứng luôn là ra quyết định đình chỉ thi hành thì nó không đúng như như trong luật trong luật không gắn cứng cho nên phương án A nó sẽ là phương án sai. Phương án B, khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái pháp luật thì hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo uh, với uh, cơ quan cấp trên thì trách nhiệm báo cáo với cơ quan cấp trên thì nó không có uh, ghi trong luật. Cho nên chúng ta không thực hiện cái, cái cái việc báo cáo với cơ quan cấp trên. Cho nên phương án B sẽ là phương án sai. Phương án C, khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái pháp luật thì hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có trách nhiệm tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản như vậy đã văn c đúng như trong luật là luật cho phép tự mình làm ra nếu sai tự mình bãi bỏ còn bãi bỏ như thế nào là do mình à, mình sẽ tìm cách à, à, luật nó cho phép tự mình bãi bỏ và bỏ bỏ như thế nào là là do mình nó không gắn cứng dễ thực hiện hơn là gắn cứng đúng không? Đấy, cho nên luật nó 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 cơ chế mở tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản, bài bổ bằng cách nào là do mình, Đó, nó nó rất thoáng đúng không? thoáng hơn, dễ làm hơn. À, cho nên phương án C chính là đúng đúng như nội dung trong luật. À, phương án D, khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái pháp luật, thì hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có trách nhiệm ra quyết định đình chỉ thi hành văn bản. thì ở đây trách nhiệm ra quyết định đình chỉ là gắt cứng, thì như vậy nó không không đúng như trong luật. luật người ta cho cho phép cơ chế mở tức là tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ phân bán Thì cái phương pháp làm dạng câu này khẳng định phương án nào sau đây là đúng hay là chọn phương án nào sau đây là đúng thì cái cách làm là như vậy chúng ta chọn ra được một phương án đúng thì làm phát ăn ngay thì tất nhiên muốn được thì học lần đầu học lần thứ hai mới làm được điều đó chúng ta nên học thì chúng nên tìm ra cả phương án vì sao nó sai vì sao nó đúng thì nó sâu sắc để đến khi ra đề cứ gì đáng làm được Đấy, chúng ta cứ duyệt vì sao đang học mà vì sao a nó lại sai à, vì sao b nó lại sai mà vì sao c lại đúng vì sao d lại sai đấy chúng ta cứ như vậy là chúng ta hiểu sâu về nội dung của luật à, đấy, thì như vậy là rất là tốt phương pháp học một biết 10 hiểu nội dung phương hiểu được cái phương pháp làm bài ra đề cứ gì cũng làm được chứ còn đi chạy xô đi tìm cơ hội trách nghiệm học đến bao giờ cho hết được đấy, trên phần mềm nó chỉ dẫn cho ta cách học rất là thuận lợi À, và có cơ sở để học à, cạnh tranh nhau kiến thức mà. thì mình phải hiểu hiểu xong là mình mới cạnh tranh được học thuộc với lại là học uh, tủ học nhóm vài câu gặp cái câu khác là chịu luôn không làm được à, chúng ta chỉ thay đổi một vài từ thôi là chúng ta lung tung ngay Đấy, cho nên cái kinh nghiệm uh, dạy uh, ở trường đại học thầy cũng dạy cho sinh viên theo cái phương pháp như vậy à, và thấy sinh viên tiếp thu tốt thì ra trường mới làm việc được à, mình phải biết tư duy mình phải biết làm thì mới ra được chứ còn cứ học theo cái chỉ 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 như thế để, Chỉ biết như thế xong ăn khác thì cái là không làm được thì là, là là ra trường khó và đây cũng thế thôi để vượt qua kỳ thi thì chúng ta cũng phải học theo phương pháp như vậy tức là tự mình bung ra kiến thức cho mình à, tự mình hiểu được Đó, để mình làm mình sáng tạo ra được thì trong quá trình làm việc công tác cũng phải như vậy à, Máy móc là nó, nó nó chỉ có thế thôi khác là không làm được là là không ổn rồi À, các em nên học theo cái phương pháp à, tôi vừa trình bày ở trên. Đó. Thì à, ở đây là à, câu 33 thì nó hỏi ngược lại thôi. À, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sửa đổi 2020 khẳng định nào sau đây là sai à, tức là sai tức là khẳng định nào sau đây là sai tức là phương án nào sau đây có nội dung là sai thì phải tìm ra được ba phương án có nội dung đúng thì suy ra phương án còn lại à, phương pháp loại trừ sẽ là có nội dung sai thì loại câu này nên làm cách đó thì nó dễ hơn. Nó có, nó có cơ sở hơn. À thế thì căn cứ điều 167. Thí dụ chúng ta đọc phương án A này, chủ tịch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành thì căn cứ điều 167, chúng ta kích chuột vào file để chúng ta xem coi coi, coi là à, nội dung chỗ nào đúng. Đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành. Dòng ở trên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành. Thì phương án A là rơi vào cái trường hợp là tôi vừa đọc thì là có nội dung đúng, à, tức là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành thì đó là căn cứ vào à, khoản 1. À, đây cái cái dòng vừa à, điền đây. Vì như vậy có nội dung đúng. Phương án B khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành à, mà trái pháp luật thì hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ra quyết định thi hành à, văn bản thì căn cứ điều 167 thì cái nội dung ở đây là không đúng mà tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản kia. Cho nên tôi vừa giảng ở trên thì phương án B đây chính là có nội dung sai thì chúng ta thấy rằng là từ từ chúng ta à, thấy ngay là sai này đúng rồi này. Phương án C, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thì phương án C có nội dung đúng. Phương án D, khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái pháp luật thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tự mình bãi bỏ và à, một phần hoặc toàn bộ văn bản như vậy phương án D có nội dung đúng Phương án A có nội dung đúng Phương án C có nội dung đúng Suy ra phương án còn lại là phương án B có nội dung sai Thì chúng ta nên làm phương, phương pháp là có 3 phương án có nội dung đúng Thì chúng ta khẳng định phương án còn lại có nội dung sai Vì nếu như dạng câu chúng ta giữ nguyên 3 phương án A, C, D Chúng ta thay bằng một cái giá trị khác trong phương án B là có giá trị nội dung sai thì chúng ta được một câu khác ngay. Thế vì thế là chúng ta à, rất nhiều dạng câu à, có thể từ từ một câu nào chúng ta chế ra được bao nhiêu câu à, đối với đối với trắc nghiệm cho nên không chạy xô đi tìm cơ hội trắc nghiệm được là vì là vì như vậy đó à, đấy cái phương pháp học như vậy thầy giáo chúc các em thành công chúng ta muốn học các mục khác chúng ta kéo con trỏ lên phía trên à, chúng ta có thể học lại cái mục này hoặc chúng ta kích chuột à, vào mục số 1 để học các mục khác sau khi chúng ta học tốt tất cả các mục trong danh mục rồi chúng ta tiến hành thi thử chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới à, kéo xuống dưới cùng này đó kéo cuối cùng thì à, ở đây có cái mã đề để chúng ta thi thử sau khi học xong tất cả các mục thí dụ như là đối với chuyên viên à, và chuyên viên chính cán sự lên chuyên viên chuyên viên lên chuyên viên chính thì có 42 tài liệu chúng ta thi thử 42 tài liệu à, tại đề thi thử số 2 mỗi một lần chúng ta kích chuột vào phần mềm nó sẽ tạo cho ta một mã đề ngẫu nhiên quyết để phụ hết 42 danh mục tài liệu và chú ý là số lần thi thử không hạn chế à, cho mỗi lần để chúng ta càng thi nhiều lần càng tốt càng nhiều lần thì thì phép thử càng chính xác mà Đấy, cho nên để chúng ta yên tâm chúng ta thi thử nhiều lần mà cứ lần nào cũng làm được 70 phần trăm số câu trả lời đúng trở lên hết sức yên tâm à, mục số 3 là đối với chuyên viên cao cấp để thi thử môn kiến thức chung theo danh mục 30 tài liệu là chúng ta kích chuột vào mục số 3 này chẳng hạn đối với chuyên viên cao cấp mỗi một lần phần mềm nó sẽ tạo cho ta một mã đề thực hiện đề thi chọn start là bắt đầu Đây, chúng ta thi thử thì quá trình thi thử thì chúng ta phải đọc kỹ đầu bài à, đọc kỹ đầu bài sau đó là chúng ta tích chọn phương án đó, ví dụ như chúng ta tích chọn phương án thế sau đó là muốn đọc bài sớm thì chúng ta cũng thực hiện cái quy trình là thời gian trừ lùi hết lùi không làm được chúng ta chọn finish góc tay trái màn hình à, chúng ta nộp bài sớm à, để chúng ta xem được bao nhiêu câu nếu chúng ta làm xong rồi à, nộp bài và kết thúc nộp bài kết thúc chứ không chờ đến 60 phút thì nó cũng lâu à, nhiều khi ta học ở nhà chỉ làm 30 phút là xong thôi thì chúng ta thấy là nếu có dấu chéo này là trả lời sai nó màu đỏ à, được bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng nó hiện ở trên Chúng ta thấy môn kiến thức chung chúng ta phải làm 60 câu 60 phút, chúng ta phải làm được ít nhất 30 câu trở lên mới qua được môn kiến thức chung. À, nếu trả lời đúng thì nó có màu màu xanh, vì sao đúng, vì sao sai. À, chúng ta muốn có thể căn cứ điều 37 à của à, cái nghị định 138 này. À, chúng ta mở lại chúng ta giả soát một lần nữa. Còn nếu không thì chúng ta thấy rằng là à, cái cái mục mà nghị định 138 chúng ta nắm chưa tốt, chúng ta quay lại để học cái nghị định 138. Đấy cái phương pháp là như vậy Thì đây là phần đấy chúng ta tiến hành thi thử Thì hoàn toàn tương tự mỗi một lần thi thử à, Chúng ta kích chuột vào cái mục số 4 này để quay quay lui Chúng ta lại tiếp tục lại thi thử lần 2 à, Chúng ta lại thi thử lần 2 Chúng ta lại kích chuột vào cái mục số 3 Chúng ta tiến hành lần 2 Cứ làm đi làm lại nhiều lần Thì chúng ta có thể tự test, tự kiểm tra, tự đánh giá để làm quen với phương pháp thi thực hành trên máy tính, kỳ thi chính thức diễn ra không bỡ ngỡ. À, và xem chúng ta test được bao nhiêu để chúng ta yên tâm à, nên vào phòng thi hết sức bình tĩnh tự tin à, tránh dao động à, thì chúng ta sẽ à, học tốt rồi thì cứ không nên dao động cứ bình tĩnh theo mình thôi à, chúng ta kéo con trỏ lên phía trên à, để tìm đến à, cái à, cái thực đơn để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm bảo tồn cái mật khẩu của mình kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình chọn nút thoát này à, nút thoát đó, để chúng ta bảo tồn cái mật khẩu bảo mật cái mật khẩu của mình à, cái chuột như vậy là tôi đã gi giới thiệu xong cái việc à, học trên phần mềm hình thức trách nghiệm.vn chúng ta hoàn toàn tự học được giỏi lúc nào học lúc đó nghe video bài giảng của thầy trên điện thoại từng mục à, từng video à, biết được cái nội dung phương pháp à, học làm cho từng loại câu hỏi à, sau đó à, chúng ta đăng nhập phần mềm để học thì tin chắc rằng phương pháp học này đem lại hiệu quả rất cao à, cho chúng ta trong kỳ thi à, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển công chức viên chức thì nhiều em cũng đã nhắn tin lại báo cáo kết quả là phần mềm đã đáp ứng được cái nhu cầu à, học tập của học, học viên nâng cao được chất lượng và vượt qua được kỳ thi, à, chúng ta có kiến thức để vượt qua kỳ thi chúng ta có kiến thức để à, làm công tác tốt hơn à, khi mình được thăng tiến từ ngạch này lên ngạch cao hơn và khi chúng ta trúng tuyển công chức viên chức thì chúng ta có kiến thức để chúng ta vững tin trong quá trình công tác của mình đấy như vậy học là nó có hai mục đích mục đích chính là vượt qua kỳ thi thứ hai khi chúng ta trúng tuyển rồi chúng ta có kiến thức để chúng ta làm việc đấy thì đây là hiểu biết chung kiến thức chung thôi về môn kiến thức chung thì cũng không cần là chúng ta phải quá chuyên sâu nhiều nhưng cái hiểu biết chung cũng đang là, là tốt lắm rồi đảm bảo cho chúng ta à, công tác à, được tốt hơn vững vàng hơn à, thì áo chúc các em thành công và các em xem video có thầy hay nếu chưa chọn nút đăng ký à, trên à, youtube thì hôm nay hãy chọn nút đăng ký à, để chuyển trạng thái là chưa đăng ký thành đã đăng ký cái kênh của thầy à, vì sao là như vậy thì các em sẽ được hai tiện ích tiện ích thứ nhất là xem video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai là có video bài giảng mới các em có thể xem được sớm nhất à, và khi kết nối zalo với thầy thầy sẽ gửi cho cái đường link là cái kênh à, video của thầy có cái ảnh của thầy à, các em chạm tay vào đường link thì sau chọn danh sách phát thì sẽ chọn video để nghe bài giảng miễn phí à, đấy thì các em chú ý à, kênh video của thầy à, để chúng ta học hãy kết nối zalo à, với thầy giáo theo một trong hai số à, nếu chúng ta có nhu cầu à, và có thể video của thầy hay và bổ ích có thể chia sẻ cho nhiều người xem. Thế còn riêng cái mật khẩu đăng nhập phần mềm thì rất khó là phải bảo mật rồi. À, chúng ta chú ý là vì không dùng chung được phần mềm nó tự khóa. Nếu nó phát hiện ra người khác đăng nhập vào phần mềm à, thì một lần nữa chúc các em thành công và cảm ơn các em.